Xin kính chào quý khách tài. Thì dạo gần đây em Hoàng nhận được rất nhiều yêu cầu cũng như là từ các bác từ khắp mọi miền Tổ quốc và hỏi về những chiếc xe tồn 2021. Thì đối với những chiếc xe tồn kho 2021, ví dụ như trước mắt các bác tài đây là hai chiếc tồn kho 2021 này. Đó thì những 2021 chủ yếu là những xe to như này các bác tài nhá, từ 7 tấn 7 trở lên nhá. Em này là em hổ phục về tấn 7 này, đời 2021 này. Đó, đời 2021, cái xe tải thùng thì em không nói, em Hoàng nói xe tải ben. Đấy, 7 tấn 7 2021. Và dòng 8 tấn. Con 8 tấn đời cũng là 2021 luôn. Đây, các bác tài nhìn này. Đó, chiếc 8 tấn 2, một cầu đời 2021. Đấy thì xe 2021 chủ yếu xe to các bác tài nhá. Còn xe nhỏ ví dụ như này thì em Hoàng chỉ có đời 2 thôi. Hiện tại bên TMT chỉ có đời 2 và đời 3, cái xe nhỏ nhỏ thôi. Không có đời 21 đâu, các bác tài lưu ý giúp em nhá. Và nhận tận đây thì em Hoàng cũng báo giá luôn cho quý tài về dòng xe tồn. Đầu tiên là em hổ vô 7 tấn 7 này thì hiện tại là đang có giá là 554 triệu tháng 1 đấy anh. Thì sang tháng nếu mà có giá mới em Hoàng sẽ cập nhật luôn cho quý khách tài. Cái này em hổ vô 7 tấn 7 dòng một cầu nhé. Đấy, lốp 1020 thuộc loại hổ vô siêu chắc. Dùng con máy này là con máy U-Chai hổ vô các tài nhá. U-Chai hổ vô 140 mã. Đấy, và cái thùng này thì thùng 6,5 giá là 4m04, rộng là 2m gần 2m3. Và chiều cao của em này là cao 75 phân nhá. Có màu xanh và màu xanh dưa này và màu xanh cốm nhá. Lốp 1000 chú 20 cầu này. Đó, các bác tài nhìn cầu. Cầu 10 tấn các bác tài nhá. Rất là to. Em Hoàng nhìn sẽ quay về phía sau để các bác tài nhìn rõ cầu của em này. Thì đối với xe đời 2021 này thì hiện tại hôm trước em Hoàng cũng vừa đăng kiểm xong thì hiện tại xe này vẫn được đăng kiểm ở 2 năm nhá. 2 năm, các bác tài nào muốn cập nhật cụ thể thì cứ gọi cho em nhá. Đấy, đối với xe 8.2 này thì nó thuộc dòng lốp nhỏ hơn một tí, giá 475 triệu nhá. 475 triệu và tất cả xe đời 2021 hỗ trợ trả góp là 150 triệu có xe các bác tài nhá. Em này lốp 900-20. Lốp 900-20 thuộc dòng cabin đơn. Đấy, TMT 8.2 một cầu đời 2022. Con này là con Cửu Long Đông Phong. Cửu Long Đông Phong 8.2 một cầu đời 2021. Em này dùng con máy cũng là U-Chai, nhưng mà U-Chai Cửu Long cũng là con máy 140 mã, hai máy dùng nhau. Thùng em này vẫn là thùng 6,5, nhưng có điều là nó cao hơn, ngắn hơn nhưng mà cao hơn. Chiều dài của em này là 3m76, nhưng mà cao lên tới 76 phần nhá. Rộng là 2m, gần 2m3. Đấy, rất là rộng luôn. Đây các bác tài nhìn cả. Em này chạy vật liệu xây dựng rất là ok luôn nhá. Nói chung là với cái tầm tiền này thì các bác tài có thể lựa chọn hai mẫu xe này. Mẫu này thì cabin đơn thì chuyên chạy vật liệu xây dựng, các công ty lấy rất là nhiều. Còn em này thì cũng tương tự thôi. Hai con này giá xem nhau thì cũng khá là khó để lựa chọn. Cầu thì em này là cầu 8 tấn nhá. Cầu 8 tấn. Cầu 8 tấn nhưng mà thực chất em này là cầu 10 tấn. Sassi này, sassi của em này cũng là 8.5 nhá. Hai xe giống nhau nhá, đều là 8.5 hết. Đấy, các bác tài nhìn này. Đấy, hai xe đều là 8.5 nhá. Đó, 8.5. Đây, còn một chiếc xe nữa thì đây là chiếc xe 2 cầu, tồn đời 2022. Chiếc xe này hiện tại đang có giá 558 triệu, rất là rẻ, giảm 60 triệu so với tháng trước. Đó là chiếc TMT 7 tấn 2 cầu dầu, đời 2022 nhá. Đời 7 tấn 2 cầu lát, đời 2022. Cũng là Cửu Long Đông Phong. Em này thì khá là giống với em TMT kia. Em 8 tấn 2 kia, em Hoàng review đấy. Lốp thì vẫn là lốp 9 nhá, 558 triệu, rất là rẻ. Máy cũng là U-Chai 140 nhá. Mà có điều cái thùng này béo hơn, bởi vì là nó hẹp hơn với lại nó thấp hơn. Em này cao có cao 68 phân nữa tải. Rộng em này rộng có là khoảng 2m1 này. 2m1. Đấy, nhưng mà được cái là cái mép này, mép lốp này với cái mép thùng này nó bằng nhau các tài nhá. Đi đấy trong tránh thôi. Anh em chở gỗ rất là thích cái dòng này. Cầu thì hai cầu giống nhau. Cầu này thì to hơn tí, cầu này cầu 10 tấn. Đấy, cầu 10 tấn, sassi cả. Nhíp này, nhíp 13 lá nhá. Tổng là 20 lá, 13 lá chính, 8 lá phụ. À 12 lá chính, 8 lá phụ. Đó. Phanh hơi lốc kê đầy đủ. Đấy là cái dòng hai cầu còn hiện đại còn bên em. Cái dòng này dòng TMT 2 tấn rưỡi nhá, 2 tấn rưỡi đời 2022. Em này thì hiện tại đang là 302 triệu các tài, đời 2022. Thùng 2 khối 2 nhá. Em này có cả đời 22 và đời 23. Đời 23 là 302 triệu. Đây là em 6 tấn rưỡi này. Hôm chiều nay em Hoàng chuẩn bị đi thu cọc luôn. Thu cọc của anh em ở Nam Định, nhưng mà muốn làm hộ kinh doanh ở Hà Nội và muốn lấy biển Hà Nội thì em Hoàng cũng hỗ trợ thôi. 6 tấn rưỡi, 531 triệu. Giá hiện tại đang khá cao. Sang tháng thì nếu mà có giá khuyến mại thì em Hoàng sẽ báo lại các tài nhá. Lốp SRC này 825-20. Máy U-Chai hổ vô 116 mã, thùng 6,5 nhá. À 5,5 nhá. 5 khối trừ hao của 5 khối 1. Dài là 3m2, rộng là
gần 21 cân tải. Và chiều cao của xe là rất là cao luôn, cao 78 phân. Đấy, cầu em này thì trông cầu, cầu này thực chất là cầu 8 tấn nhưng trông như cầu 10 tấn các bác ạ, cầu hổ vồ mà. Em này thì là cũng là một em 2 tấn rưỡi à. Rồi khả năng là cũng là một em 2 tấn rưỡi đời 23 các bác ạ. Đây, chia sẻ đời 23. 302 triệu nhá. 2 tấn rưỡi đời 23, 302 triệu. Đấy. Đấy là những cái mẫu xe tồn kho Ben hiện tại có bên em. Mà còn chiếc Ben 1 tấn kia thì em hàng thôi, cũng lên nữa. Cái đấy thì có hơn 276 triệu các bác ạ. Thì em Hoàng xin kính chào quý tài nhá. Đây là chuyên mục xả kho xe Ben cuối năm gần cận Tết của em Hoàng. Em Hoàng xin chào.